Nhi à. Dạ. Nếu mà con đã quyết định như vậy rồi thì mẫu hậu cũng không cấm cản con để làm gì đó hả? Dạ. Được rồi đó, đệ cho mẫu hậu. Ấy dạ, không được đâu mẫu hậu à. Không có nó, con chết đó. Đưa đệ cho mẫu hậu đi. Không được đâu. Ấy dạ, ý tôi nó không phải là cái dẹp dẹp đâu đó mà. Ý tôi nó là cái dài dài đó mà hả? Ấy dạ, cái này càng không được mẫu hậu à. Cái này còn xài mà. Mày còn xài, mày không cưới vợ mày xài cái gì hả? Không được đâu, đau hả luôn nha. Ô da, ô da. Đừng có là, không có đào đâu, dao nó rất bén đó mà. Không có chảy máu đâu.